các bạn thấy ớt của anh khách ảnh đem xuống cho mình coi. Anh nói vườn ớt của ảnh bị cái vấn đề là bị khô cành như thế này nè, đó khô khô nhũng nhũng, có một số chỗ nó bị nhũng ra nữa. Thì ớt ha, ớt anh cũng đã phun rất là nhiều lô thuốc rồi, anh phun cũng gì nhỉ, Mataxi đúng không anh? Mataxi nè, Gidumin nè, Anchacon nè, còn thuốc gì nữa không? Còn gì nữa không? Em đứt tay gì chưa? Chưa chưa, nói chung là anh cũng xài mấy cái thuốc phổ biến, nhưng mà ảnh nói là kết quả thì không có đạt như anh muốn nè. Các bạn nhìn kỹ không thấy à, anh nói nó bị khô như vậy là chủ yếu á, nó bị khô mắt như vậy. Đây mình quay gần nè, đó thì anh nói phun đủ thứ rồi. Mình hỏi sao anh không phun cái sản phẩm tên là cây YouTube này đi, anh nói chưa dám xài bởi vì không biết nó có hiệu quả hay không. Thì ảnh xuống mình kêu là thôi bây giờ này vừa muốn xung cây vừa muốn phụ xử lý ba cái vụ đó. Cái này các bạn, tên là sản phẩm tên là Kyutop 600WG, mình không phải qua PA cho công ty bát nha, mình không có lấy tiền của công ty bát. Mấy hàng bát mà xuống đây mình còn gượt mình chém nó nữa kìa, tại nó điếm thúi, nó điếm thúi với mình mà nó chưa trả nợ mình. Lên đây nói luôn, chả sợ nào, nó nợ mình thì mình nói nó rõ ràng, nó nợ mình tới giờ nó chưa trả mà còn bày đặt làm màu làm mè, đáng lẽ nó phải tới đây nó đền tiền cho mình nè. Còn về mình nói sản phẩm nè, tên á, sản phẩm này tên là Kyutop. Ngày xưa mình làm Akita nên mình có bán sản phẩm này rồi. Thì hoạt chất của nó là thành phần nó nè là Metiram đi chung với Pyraclochubin. Hai thành phần hoạt chất, một cái á, là nấm phổ rộng là Pyraclochubin, là nấm kháng thư phổ rộng. Còn cái Metiram này nè, Metiram này mình cũng chưa nghiên cứu gì kỹ nữa, nhưng mà mình nhớ cái Metiram này xử lý ba vụ đó kháng thư đồ rất là hiệu quả. Còn về cái hướng dẫn của nó nữa, in hình ở trước rất là nhiều, nhưng mà hình này nha các bạn, hình này là hình có đăng ký rồi, hình có bản quyền, cho nên á in vậy là ngon lành, không có vụ mà hình ảnh mang tính chất minh họa đâu nha. Rồi những cái nữa gì nè, trong này nó có cái bạc cộng, cho nên nó xử lý được luôn ba cái khuẩn. Và hướng dẫn của nó nè, xương mai tháng thư móc xương gỉ sắt gỉ sẹo, cho nên các bạn có thể phun gần như cái gói này trên tất cả các loại cây trồng mà trị bệnh, rồi bệnh gì cũng phun được hết. Và hướng dẫn liều này đặc trị bệnh giống như liều của anh khách mới đưa cho mình coi á, là một gói này xài cho 32 lít nước, nhưng mà mình cho anh sẽ xài 50 lít nước. Một gói mình sẽ cho 50 lít nước, và mình ảnh kêu mình lấy trong 200 lít nước đi, thì mình sẽ đưa cho ảnh là 4 gói, và gói giá này là 60.000 một gói mình đang bán ra. Còn về cái nguyên liệu của công ty này nó ghi nè, nhà sản xuất bát này kia nọ, Germany mình đọc không được chữ kia, Germany nghĩa là của Đức á, hàng này hàng của Đức, cực kỳ xịn luôn. Rồi còn gì nữa, còn sản phẩm thứ hai mình đưa cộng vô là cái Mentus này, này không phải dễ bùa dễ ngải để đưa cộng vô bán đâu ha, cái Mentus này để chưa có kích kháng cho chồng, và cái nữa là tăng cái hiệu lực trị bệnh lên. Tại vì trong này là có đồng, mà đồng thì đồng carbonate, vừa trị bệnh ba cái kháng thư, ba cái hô nhũng hồi nãy, và xử lý luôn cái vụ mà kích kháng phục hồi cây cho ảnh. Và mình cũng sẽ không đưa thêm một cái gì nữa hết, chỉ hai thứ này thôi. Anh nói anh còn cái Guardian ở nhà, trời ơi tuyệt vời không các bạn, sản phẩm gì mà cộng với Guardian thì tuyệt vời luôn, giải quyết về bộ chỉ và sâu. Guardian ở nhà, còn Guardian đây mình không có. Một chai này xài 200 lít nước cộng với 4 gói là đủ, là tư vấn cho anh khách ở trên cầu Lãnh chạy xuống. Đây là hình ảnh của anh khách, cũng thấy mặt mày này cũng thấy cực khổ lắm này, chứ có dung sướng gì chạy từ cầu Lãnh xuống này, chiếc xe đậu này ngoài đây. Rồi chỉ vậy thôi nha các bạn.